Vâng, alo. Như vậy là game thủ ngựa ô Đinh Xuân Canh. Đinh Xuân Canh lọt vào vòng tiếp theo. Và đối thủ của anh là Mít Su Su. Chúng cao thủ phải biết đánh chấp. Đen hai dần đi cho nó mát. Lùa hiu, đen dần vẫn ăn bài tàu luôn. Đánh như chưa có gì xảy ra, chưa có cuộc chia ly luôn. Bảy hiệu đầu gồm có 5 con. Khán giả của Đinh Xuân Canh đang đến rất đông. Có vẻ sau khi hạ gục Van Lớp thì Đinh Xuân Canh đang trở thành một cái tên rất hot trên thị trường chuyển nhượng AOE Việt Nam. Và không biết sắp tới đây có ông bầu nào có thể đưa cái game thủ rất triển vọng này, thực ra là tài năng nợ chậm này, trở về với clan của mình hay không. Đã phát hiện một cánh rừng dừa. Gỗ đầu là tương đối đẹp. Hai cái gỗ 75 ngay gần nhà. Nhìn thế thôi nhưng cái gỗ đấy là gốc gỗ 40 nhưng thành ra nó là 75. Tôi nhớ không nhầm, nó chỉ là 75. Như vậy là đóng S đầu ở một cánh rừng dừa. Bản đồ vẫn là bản đồ cũ, bản đồ của Nick gà rừng. Hai quả phụ, hai bãi quả. Một bầy hiêu 6 con, 7 con. Như vậy là đánh 24 dân thì đã đủ. Đã đủ rồi. Không biết quả phụ gồm có mấy con, mấy cây. Nhưng mà bãi quả chính gồm có 7 cây, 6 cây. Như vậy là cần một đồ ăn gì đấy nữa. Một bầy hiêu 4 chẳng hạn. 3 dân ăn gỗ với bài tàu. Vẫn như thường luôn. Không thấy anh soi tham để xem Mitsusu có hơn anh bao nhiêu dân. Đóng e thôi. Bảy con hiêu về nhà rất đẹp. Đen hai dân thì mới cân được với Susu. Susu đã tuyên bố rằng là sau khi chị Juliet bị Chip Boy loại một cách đáng tiếc thì Susu sẽ trả thù cho chị Juliet, bắt tấp tất cả mọi thể loại gió mùa vào đây hết, bơi vào đây hết. Và thí sinh đầu tiên đó là Đinh Xuân Canh. Một con voi nữa. Như vậy là đồ đã đủ rồi, 24 dân thì đã đủ. Tôi nghĩ trận này cũng sẽ đánh ít dân thôi, đánh Bona chủ động thủ một vài tấn đầu của Susu, thế là xong, sẽ không công. Vì dù sao thì các mid vào đây đến vào đến cái vòng này thì khả năng họ đánh 25 dân mà kích đầu 9 5x 9 6x 10 sớm thì là vấn đề quá bình thường rồi. Chắc chắn nên cho các anh sẽ khó lòng để lên sớm hơn Mitsusu. Vì vậy vì chọn phương án đánh thủ, sau đấy tận dụng sự phát triển của một chàng trai lực lưỡng thì việc kết thúc một cô gái là chuyện có bình thường luôn. Bãi có đầu 7 cây. Cô phụ không biết mấy cây nhưng mà với một bầy hiêu đầu 7 con, một con voi thì bãi cô phụ dù có là 4 cây là 5 cây chăng nữa thì nó vẫn đủ. Mà quả phủ thì chả bao giờ có 4 cây cả. Rừng là tương đối đẹp. Góc 6 giờ, góc 3 giờ xuống 6 giờ là sẽ là một cái BB là kín luôn. BB sẽ đóng ở đấy. Đóng ngay cánh rừng dừa và cánh rừng thông. Sẽ đóng trồi lên cái dốc này một tí. Cái dốc đang đóng xe một tí. Đấy, đấy, chỗ đấy sẽ là chỗ đóng A luôn. Bãi quả phụ cũng chỉ có 5 cây thôi. Cũng chỉ cần thế thôi. Phát hiện một bầy hiêu ở phía xa nhưng chắc là không ăn đâu. Đồ đã đủ rồi. Đinh Xuân Canh đang là một hiện tượng tương đối hot. Anh đang chính là game thủ được nhiều người xem nhất trong cái ngày hôm nay. Tính như thời điểm hiện tại, sau khi vừa hạ gục Van Lớp với tỷ số 3-1. Nói chung là khả năng đánh giờ sen của game thủ Đinh Xuân Canh là không phải dạng vừa đâu. Thêm một bãi quả nữa nhưng chả ăn đâu. Đồ của tôi đã đủ. Tôi đi dò đường để biết địa thế nhà mà thôi. 21/24 dân. Lại thêm một voi nữa, lực càng thêm khỏe. Đã khỏe là càng khỏe hơn. Một người khỏe, hai người vui. Nhưng mà ngày hôm nay nếu như game thủ Đinh Xuân Canh khỏe thì chắc chắn là Mitsusu sẽ không vui. Còn người yêu của Đinh Xuân Canh sẽ vui. Thế thôi. S2 đóng ở cánh rừng thông luôn. Nhem con dân là đẹp mắc binh. Kích đời đúng 24 dân, 7 phút 51 tức là 26 chết 2. Và chết 3 không, chết 2 thôi. Kích ở cuối 7. Quá chuẩn. Chuẩn như Lê Duẩn. Nhưng mà khoảng con dân này sẽ không chuẩn đâu. Cẩn thận nào anh. Mid thì là mid đấy nhưng họ đánh cũng không phải là vừa đâu. Rõ ràng là độ dạng của game thủ mid Susu là không phải là dạng vừa. Chỉ là dạng
dạng rất lớn luôn, dạng to luôn, dạng rộng luôn. BB đóng ở cánh rừng này, đúng rồi. Tập trung ép gỗ, đúng rồi, cắt tiếp nông dân ăn gỗ đi thôi. Sẽ bật đợi cận kích đời chuẩn chỉnh mà thôi. Những giây phút mình đang dần qua đi. Tí nữa đi chân canh với thể hình lực lượng mình sẽ xúc Mitsusu. Nếu tốt thì là 3 không trắng luôn, nếu không thì cho Susu dãy giũa một vài phát rồi tiếp tục thắng thôi. Đóng A ở đây, BM sẽ ở đây. Kín luôn từ hướng 3 giờ xuống. BM, BA đang thiếu một tí gỗ, đủ gỗ rồi, đóng luôn xin một dân như bình thường luôn. S3 sẽ đóng ở đấy. S3 tôi nghĩ đóng ở cánh rừng dừa để nhiều gỗ hơn. Kích đời, như vậy là 24 cộng 1 đã đen hai chân đầu. Kích 10-18. Không còn gì để nói với anh nữa. Vẫn đang chờ thực để kích chặt gỗ S3 ở đây ư. Thôi đóng đi, đóng đại đi. Gọi là có S3. Có đóng không? Đã đóng. Có vẻ như việc gặp một mít khiến cho Đinh Xuân Canh hơi bị cóng. Ba chiếc ruộng đã được quay. Chiếc ruộng thứ tư. Không thấy anh soi tham. Điểm số của Miss Susu tức là Trần Thị Thu Hường ư? Đúng rồi. Trần Thị Thúy Hường là đang rất cao, khả năng là chị lên đời rồi. Nâng bánh xe xin dân. Một trận đánh 4 A thủ. Trận này cũng dễ đánh thôi, tôi nghĩ dễ đánh với Đinh Xuân Canh thôi. Tiếp tục cho dân ăn gỗ. Ba bãi gỗ là tương đối đẹp, chỉ đẹp một lúc nữa thôi, tí nữa sẽ không đẹp nữa đâu. Chiếc A thứ tư, đánh 4 A. Dân sóc đều. Ra ruộng đều ấy. Tiếp một cái ruộng nữa. Một cái ruộng nữa, cái E đóng hơi vô duyên ngay từ đầu. Trận này anh chủ động đánh thủ nên việc đánh BA gần để cho dễ để thủ nhà để quét chuột, tôi nghĩ là vậy. Tiếp tục một cái ruộng. Như vậy là Mitsusu lên đời sớm hơn rất nhiều. À không phải chứ các bạn, không phải nhiều mà là khoảng 40 giây trong game. Khoảng là một tân cung đến nhà. Thì là tân cung này cũng ra vừa thủ luôn. Vẫn thủ. Lúc nãy tôi đã có một tên phối kết hợp với Mitsusu Susu rồi. Chị ấy là một người chúng tôi thật là một game thủ thật sự không phải đơn giản. Và đánh cúc giờ rất hay luôn. Móc máy kinh cái điển luôn. Thông tin tí nữa các bạn sẽ thấy. Chủ động đánh thủ. Tay to. Tận dụng sự lực lưỡng của mình để đè chết một Susu có vẻ mỏng manh. Nụ hồng mong manh. Vâng, nói về nụ hồng mong manh thì Tiểu Bạch Long sẽ gặp người đồng đội cũ của mình, người đồng đội của mình trong team Thái Bình là Vô Thường trong vòng tiếp theo này. Huynh đệ tương tàn. Đây rồi, đây là tên cung đầu tiên của game thủ Susu cũng có 4 à. Đang đi thẳng vào ruộng của game thủ Đinh Xuân Canh. Vậy tương đối nhanh. Tên cung này sẽ bị mất hay không? Như vậy là khả năng là sẽ mất 3 con này rồi. Một con sẽ bị nông dân đập chết, thế là xong. Tạm thời thì game thủ Đinh Xuân Canh đang đè lên game thủ Susu. Đè tham cho game thủ Susu. Tiếp tục xây e. Tăng nâng chặt gỗ 2 không anh? Đủ rồi, đúng rồi. Chặt gỗ 2 luôn, xin dân ra. Chuẩn bị tăng thêm A thứ 5. Không có cửa cho game thủ Susu. Vâng, móc máy rất khó chịu. Nếu tôi không nhớ không nhầm thì phong cách đánh này là phong cách đánh của móc võ lực. Chắc đây là em gái của móc võ lực rồi. Móc võ hương, chắc là thế. Móc máy rất khó chịu luôn. Tiếp tục ra ruộng. Lượng ruộng này sẽ đủ để sóc đều 5A rồi. Tăng A không? Chưa có thực, chưa có gỗ để tăng A. Tạm thời vẫn chỉ là 4A. Nhìn màn hình này nhìn rất khó chịu. Và nhìn cái mũi tên bay ra như kiểu bướm bay ấy. Thề luôn. Đứng lên con dốc này và điều R. Vâng, mít Susu đang điều R.
Không phải dạng vừa đâu, vâng chị đang dạng ra, dạng cánh cung của mình ra thành hai cánh và úp lấy cánh cung của Đinh Xuân Thanh. Anh phải tạm thời rút lui rồi, úp sọt Đinh Xuân Canh. Anh có chạy không? Nếu không chạy thì sẽ thì em chạy. Vâng, như vậy là Misusu đã quyết định rằng anh không chạy thì em chạy. Thế thôi, cho nó lành. Vâng, bốn con sư tử đang được Susu nuôi luôn. Nhà ở Hà Đông nuôi luôn bốn con. A thứ 5 tiếp tục vẩy e lại để kín cái mặt này từ hướng 9 giờ xuống. Đang tương đối ban ti căng. Bắt tấn công này ư? Tiếp tục cắt chân ra ăn gỗ. Bắt bốn con cung giờ này. 5 con, 4 con lại bị bắt ở tên này. Như vậy là nói chung là câu gì tôi chưa nhớ ra, nhưng nói chung là hòa đấy. Bắt đầu kéo quân lên, chuẩn bị ốp một tơn vào mặt Susu. Tham La đang là 60-92. Phong cách e của Linda đây rồi. Lúc quân thì không biết, Tham không biết, nhưng mà lúc nào e cũng phải đầy đủ 200 thì gọi là mới chơi. Thôi Tham 37 dân bên phía Mid Susu, 42 dân đến từ game thủ Đinh Xuân Canh. Chết 2 dân. Vâng, xong dân sóc rất đều luôn. Sáu a sóc đều rồi. Tham đang là 74-88, tiếp tục bung nhà chính ra để ăn gỗ. Như vậy là gv sau bốn năm đi bình luận. Vâng, tiếp tục sóc cho ăn gỗ ở bãi gỗ này ư? Đúng rồi, lượng gỗ đang hơi vòi. 6A đang sóc rất đều. Vâng, như vậy là Đinh Xuân Canh đang được rất nhiều người hâm mộ đón xem. Và tôi sẽ bình luận một cách chắc chắn và tốt hơn. Tham La đang là 85-100. Đây là lần đầu tiên tôi cầm cái mic bình luận. Vì vậy có điều gì chưa phải thì mong tất cả các bạn của Game TV là góp ý để tôi thể hoàn thiện hơn khả năng bình luận của mình. Thực ra đây em chỉ là hôm nay đi làm phóng viên, chả có gì thì xin anh Gkami là bình luận một chút. À, G Quẩy, xin lỗi các bạn là anh G Quẩy vừa đập tôi một phát vì tôi nói sai. Vâng, anh Quẩy là tôi xin mãi anh Quẩy cho tôi bình luận được một trận. Và tôi chỉ sẽ đồng hành với ông Đinh Xuân Canh này đến khi nào mà đối mặt với chim sẻ thì thôi. Tôi nói thật là tình độ của ông này không phải là đơn giản. Đã bắt đầu đào vàng, 47 dân và 60 dân, hơn 13 dân. Tam Lai đang nở mắc binh luôn, tiếp tục xe ra. Vẽ ruộng ở luôn cái BN mới xóa này. Đã có 3 nhà chính cho Đinh Xuân Canh rồi. Hai cái cộng, vâng, lại là một tên móc thị hường của game thủ Susu. Lại đường đi rất vế và tè xuống những nhà A của game thủ Đinh Xuân Canh. Một phong cách rất móc võ lực, rất tàu. Tiếp tục tăng A. Vâng, bây giờ lấy thịt đè người rồi. Thịt của game thủ Đinh Xuân Canh đang to hơn thịt của game thủ Susu rất nhiều. Quyết định đè luôn. Đè luôn ở giữa bản đồ. Đè luôn ở giữa bản đồ, kích đầu máu nhưng hơi xịt bởi vì chưa đủ vàng. Đẹp. Vâng, lượng quân chết là ngang phèo, nhưng mà rõ ràng về quân thì Đinh Xuân Canh đông hơn. Kích đầu máu ở phút thứ 27. Tương đối chuẩn, vừa đánh vừa cười. Vâng. Rõ ràng là Đinh Xuân Canh đang tỏ rõ sự vượt trội của mình trước game thủ nữ Susu. Người đã tuyên bố rằng sẽ trả thù cho chị Miss Juliet của mình. Vừa bị Chip Boy đè bật ra 3-2 ở cái kèo cách đây không lâu. Ở vòng 2, tôi nhớ nhầm là vòng 2. Tiết lộ một chút về các kèo đầu khác thì G núi sau 4 năm bình luận đã nhớ được một cái map. Thật tuyệt vời. Anh đã nhớ map. Một khi G núi nhớ map thì đừng có trách. Ốp A luôn. Đi khá hảo. Như vậy là game thủ Misusu cũng đã phản đoán rất tốt tình huống này. Nhưng đây sẽ là hai cái quân ốp vào. Ốp vào luôn, đầu máu vừa có xong. Ốp A. Vâng, Hường đang mang quân ra quẩy, quẩy mạnh mẽ luôn.
Có quýt hay không? À tiếp theo, vâng. Phong cách của chiến tướng đây rồi, tăng A rồi. Vâng, như vậy là khó rồi. Quýt thôi. À không, một tuần đổi nha. À như vậy là Mitsusu quyết định là mang quân đè lên người của game thủ. Vâng, quýt rồi, chị không đè được và chị quýt rồi. Tỷ số là 1-0 cho game thủ Đinh Xuân Canh. Ra đợi ít phút để đến với trận đấu thứ hai.